xin phép là hỏi bác sĩ hồi nãy á, là mình à, liệt kê qua một số màu rồi thì giờ chúng ta cùng tới một số màu mà một số màu này chắc là nó sẽ là ít xuất hiện hơn đây ừ. giờ màu hồng màu đỏ màu nâu màu cam thì giờ à, nó có bị gì không bác sĩ thì nó có ý nghĩa gì ạ à? <laughs> bây giờ quốc tuấn ừ, bao nhiêu đỏ màu ấy, vàng, quốc lục... tuấn chọn màu nào dạ yeah, đỏ cam vàng lục lam chàm tím luôn á <laughs> <laughs> uhm, đôi khi mà chúng ta nếu như mình thấy là có cái màu hồng màu đỏ vân vân mà xuất hiện ở trong tinh dịch thì đó có thể là dấu hiệu của máu tươi ha còn nếu những cái màu sậm hơn ví dụ như là màu nâu màu cam thì đó có thể là sự hiện diện của các cái tế bào hồng cầu cũ ở trong tinh dịch của mình À, khi mà mà hồng cầu á, tiếp xúc với lại oxy à, và để ở lâu bên ngoài đó thì cũng có thể là chuyển sang những cái màu sẫm hơn à, khi mà à, máu xuất hiện ở trong tinh dịch thì người ta gọi đó là bệnh về xuất tinh máu ha, hay mình còn gọi là huyết tinh á, à, thì à, thường á, là có thể liên quan đến đầu tiên là những cái chấn thương hoặc là những cái can thiệp ở trên vùng à, tuyến tiền liệt ví dụ như là người ta sinh thiết tuyến tiền liệt À, trong những cái bệnh cảnh mà cần phải lấy một cái mẫu mô nhỏ từ tuyến tiền liệt để mình đánh giá xem bản chất của các cái mô ở trong tuyến tiền liệt này à, ví dụ như là lành tính hay là ác tính và điều này đó thì có thể là trong quá trình các bác sĩ thao tác thì à, tất nhiên là sẽ chảy một ít máu và có thể là à, xuất hiện vào trong cái vùng à, ống phóng tinh hoặc là vào trong cái đường tiết niệu à, thì làm cho xuất hiện máu ở trong tinh dịch tương tự như vậy ở trên một số những người bệnh nhân về tăng huyết áp thì mình cũng cần phải lưu ý nếu như mà mình thấy máu xuất hiện ở trong tinh dịch nhất là trên những người mà không được kiểm soát huyết áp tốt hoặc là không có được điều trị đó thì mình cần phải được đánh giá bởi các bác sĩ bởi vì đây có thể là một cái dấu hiệu à, cho thấy là tình trạng huyết áp của mình à, không có được tốt, à, đặc biệt là nếu mình còn kèm theo những cái dấu hiệu khác ví dụ như là đau đầu nè, hoặc là chảy máu ở trong vùng mũi vân vân. À, đối với lại những người nào mà có à, vấn đề về bệnh lây nhiễm qua đường tình dục thì à, đây cũng có thể là một cái dấu hiệu kèm theo à, Đặc biệt đó là người này có thể xuất hiện các triệu chứng như là đau hoặc rác khi đi tiểu nè hoặc là đau sưng ở trong vùng tinh hoàng có những cái dịch tiết đổi màu à, hoặc là cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu à, Đối với lại những ai mà mình cảm thấy đau nặng ở trong cái vùng à, hạ vị á tức là vùng bụng dưới thì mình cần phải xem xét đến các cái dấu hiệu của uh, viêm tuyến tiền liệt uh, kèm theo ví dụ như tiểu khó tiểu đau tiểu nhiều lần hoặc là đau ở cái vùng uh, phía sau vùng tầng sinh môn vùng trực tràng uh, hoặc là cảm thấy đặc biệt là nếu sốt mà ứng lạnh nữa thì càng không được ở nhà bởi vì đây có thể là một cái viêm tuyến tiền liệt cấp mà mình cần phải đi đến bệnh viện để mà được điều trị càng sớm càng tốt uh, đối với lại những trường hợp nào mà uh, ai có quan hệ tình dục hoặc là thủ dâm mà tương đối mạnh bạo á, ở những cái ngày trước đó thì mình thấy nếu có máu xuất hiện thì chứng tỏ là có một cái tổn thương do cái việc mà mình à, thô bạo gây ra à, đối với lại một số người mà xuất tinh thường xuyên à, cũng có thể à, cần phải xem xét lại à, bởi vì cái hiện tượng máu xuất hiện ở trong tinh dịch à, là một cái hồi chuông cảnh báo cho chúng ta là có thể là chúng ta đã hơi quá ra À, mà chúng ta cần phải có một cái thời gian nghỉ ngơi à, đối với lại à, những người nào mà ví dụ như mình à, đang có cái ham muốn xong rồi người ta xuất tinh thì người ta lại không xuất tinh mà lại bế tinh à, tức là không cho cái tinh dịch xuất ra thì à, sau đó thì à, lại có hiện tượng là xuất tinh ra máu thì à, đây cũng có thể là một cái nguyên nhân à, gây ra à, tương tự như vậy à, có một cái câu hỏi khác mà người bệnh sợ nhất đó là khi mà tình thấy có máu ở trong tinh dịch thì người bệnh hay hỏi bác sĩ lắm là bác sĩ ơi như vậy thì tôi có phải là bị ung thư hay không đó Tại vì mình hay thấy giống như coi phim hàn quốc đi mà mình thấy uh, dạ. có chảy máu mũi đi hay thường thường đó là ung thư máu hoặc là ung thư cái gì đó ở trong vùng hầu họng thì tương tự như vậy uh, xuất tinh máu đó có thể là một cái dấu hiệu của ung thư tuyến tiền liệt nè ở ung thư tinh hoàng vân vân uh, trong cái tình huống mà mình thấy có máu ở trong tinh dịch thì chúng ta cũng nên đi kiểm tra à, về các cái dấu hiệu bệnh lý ác tính này. Nhưng mà à, chúng ta vẫn biết rằng là việc mà phát hiện sớm ung thư thì đó là một trong số những cái cách để chúng ta có thể can thiệp sớm và điều trị kịp thời, vân à, vân à, Như vậy đó thì à, chúng ta đã vừa lực kê qua một số các cái dấu hiệu cũng như là nguyên nhân thường gặp à, gây ra tình trạng đó là à, tinh dịch à, xuất hiện à, máu à, tức là biểu hiện màu hồng, màu đỏ vân vân, à, đó có thể là như mình nhắc lại là cái can thiệp về y khoa có thể đó là chấn thương, có thể đó là tình trạng như tăng huyết áp, viêm nhiễm hoặc là những cái vùng ung thư mà chúng ta cần phải loại trừ. Dạ. Yeah.